Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Lại là mình đây, Levin Gamer. Và mình hôm nay sẽ cập nhật tin tức cho các bạn tiếp về trái OB mạc Bin đã show thêm một cái skill trong trong cái trái nha các bạn. Đó, như các bạn biết là ở tập trước nè. Đây, để mình tắt tiếng là nguy hiểm lắm. Đó, admin nè. Địa chỉ vô đây là what you on be waiting for. À, đây là một cái mà các bạn đang đang chờ đợi á. Theo cái trình độ tiếng Anh mình là vậy. Đó, thì các bạn như hình như là nhiều các bạn sẽ kêu chén là trái OB. Đó, đó nhiều các bạn sẽ kêu chén này là trái OB. Nhưng có bạn cũng comment dưới của mình là cái này là cái của cái Haki Bá Dương cũng hợp lý ha. Nếu cái này là Haki Bá Dương thì cũng hợp lý. Cũng có thể, nhưng mà sau khi mình xem cái clip thứ hai của admin á, cái show cái skill ra các bạn là chắc chắn cái trái này trái OB rồi. Đó, các bạn kêu có thể cái này là Haki Bá Dương như. Rồi, nhưng mà sau khi mình lúc đó mình cũng phân vân thôi, sau khi mình xem clip thứ hai này nữa bạn. Đây. Ồ, các bạn thấy chưa? OB nó bự kìa. Không phải hồi nãy trong trong mặt mình là cái dòng nó nhỏ thôi. Mà trong này giờ cái dòng các bạn thấy không nè, nhìn kỹ nè. Từ. Thì mình phân tích từ từ ha, để clip nó dài dài xíu chứ thì nó ít, nó ngắn nó không có vui lắm. Đó chưa các bạn thấy không nè. Rồi, đó, cái dòng bắt đầu từ nhỏ cái nó to ra nè, thấy không? Ồ, cái này mình nói cho các bạn là chưa xem ha, có bạn nào xem rồi thì có thể xem lại đúng không mình. Ui, cái gì vậy? Nâng thuyền lên. Hai cái OB là hai người xài nè. Ở bạn thấy không? OB điều khiển dục kìa. Ô dục thuyền kìa. Ui, khó chịu vậy. Đó, nâng lên, dục qua dục lại. Ui, dục qua dục lại. Dục qua dục lại, dục qua dục lại. Trời, nổ thuyền luôn. Vãi thiệt. Nổ mất thuyền luôn á. Ê, nếu mà vậy là mình chết đúng không ta? Mình cũng biết chết hay không. Ôi, nổ thuyền vậy là phải chết nó mới đúng. Ủa, các bạn thấy không? Đã không? À, cái chiêu kiểu nó đẩy từ xa, các bạn đứng im á, mình xài cái chiêu đó đẩy nè, thấy không? Bạn thấy cái giọng này không? Đó, cái giọng này nè, nó đẩy ra hay sao á, nè đẩy văng. Ủa, cái đó là cái gì á? Ê, tu lại cái đó là cái gì á? Đó đó đó, các bạn thấy không? Đó đó, cái hình nè, cái này nè, đó đó, cái chấm chấm là cái gì ta? À, như là cái giọng ha, làm vậy cho đẹp ha, làm vậy cho đẹp á. Đó đó, thấy không? Cái tím tím là cái gì nè? Đó, lại nhấc lên lại không? Wow, cái tím ấy các bạn. Wow, đó lại hất lên. Ủa, cái trái này vừa ra khó chịu vậy à chơi? Không hiểu nữa, sao cái trái này nó thể ra được nhờ. Cái trái mình muốn ở hình update 8 á, mình muốn là cái trái khủng long. Mà hầu hết mấy bạn đều bình chọn trái Barry nên xui không chịu luôn. Để mình lát cho các bạn coi cái lúc update 8 á, admin đưa ra cái bình luận á. Cái bình luận để các bạn bình chọn á. Có trái dinosaur rõ ràng luôn, các bạn không mình chọn trái Barry chi. Để có trái, ủa, cái dòng nó còn quay kìa các bạn. Đây. Từ từ để mình tìm coi. Trong đi có đặc biệt mới show thêm cái chiêu này là chắc chắn là OB rồi các bạn ơi. Chắc chắn rồi. Wow, nổ thuyền luôn kìa, nó bự kìa. Cái vụ nổ nó to khổng lồ luôn á. Rồi đâu rồi mình kéo lên cái mà hôm bữa admin cho mình chọn đó các bạn. Cái đó cái nào đó ta? Nhớ trong cái nào á? Cái này là cũ rồi nè, cái này là lúc mới admin mới show Yuru nè, show đảo nè, show thác nước rồi đó. Cái update 8 rồi các bạn, đây update 8 là thuyền bắt đầu có súng nè. Mình nhớ xưa lúc update 8 mới ra là thuyền có súng nè đó. Rồi thêm mấy cái giải cứu tù nhân này, nhà Doflamingo nè, chỗ Rinbit nè, đó là show Gomu sữa, rồi Pika sữa, du biển đó. Rồi thêm trái Mochi là mới. Còn cái nào mình chọn đó ta? Cái nào mình chọn đó ta? Như cái này phải không ta? À đúng rồi, cái này nữa bạn. Đây. Đây rõ ràng là admin là đưa nè. Đây. Đó, mấy bạn muốn cái trái quỷ nào thấy không? Đó. Thấy không? Đó, admin lúc đế 8, lúc đế 8 ở trong thời gian đang làm mấy bạn đó. Admin sẽ ghi là void now nè, sẽ cho các bạn cái bảng để bình chọn nè. Một là cái leo bát này là cái trái gì mình không biết nha. Mấy bạn có thể comment dưới nha. Đó, cho mình biết trái này trái gì đây. Còn trái này Barry là chắc chắn cái trái tấm kính là các bạn bây giờ đang có nè. Venom là trái độc nè. Trái độc. Admin hình như cái show cái cục một tí mà bữa các bạn mà nói với mình á, bắn ra cũng có thể là cái skill của Mele Roge gì đó. Roguge á, chứ không phải là Venom hay sao á. Còn cái Eagle là cái gì mình không biết ta. Eagle là trái gì mình cũng biết luôn. Đó. Mình chịu. Đó. Còn cái trái dinosaur đây. Đây. Cái trái mình ao ước các bạn.
các bạn bình chọn, các bạn không bình chọn, trời ơi là trời. Cái Paris là game nào cũng thấy rồi đúng không, còn trái dinosaur này mình chưa thấy game nào có luôn, không ai bình chọn trái dinosaur hết vậy đó. Cái xong rồi bình chọn xong rồi sẽ hiện này nè bạn đây đó, Paris bình chọn 32%, 610 người vôi 32% với Paris ra, giờ thấy trái Paris bự không, không được gì luôn, đúng bự luôn đó. Venom, Venom cũng được, Venom cũng được ha. Đó, tại mình chưa thấy skill Venom nhiều. Đó, còn Dinosaur, cái trái mà mình chưa thấy game nào có luôn á. Để mình chơi có hình như đó giờ mình sẽ chơi One Piece OBC nè, OBC đó, Open the Sea, King Beat với lại Brock Food hết rồi. Đó. Mình chơi ba game mà mình chưa cũng chưa có biết nhiều nên mình không, mấy game kia có hay không mình cũng không nhớ không biết nữa. Nhưng mà trái Dinosaur mình muốn lắm luôn á, hệ Zoan á, tại trong game là mới có hai hệ Zoan này là hệ Phật Tổ với lại Phượng Hoàng hết rồi. Ra cái này là ngon rồi ha. Bình chọn mốt 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 admin mà ra cái bảng á, các bạn nhớ vô cái chỗ comment này ha, đó kéo lên nhớ bình chọn cho mình trái khủng long nha, các bạn nào ủng hộ giống mình trái khủng long nhớ comment ở dưới ha. Rồi còn mình sẽ xem lại cái trái OB của admin show cuối cùng ha, lần nữa là xong ha, với lại các bạn cho mình cảm nhận giờ bây giờ nè, có sẽ có gì ta, mình định nói cái gì qua này à, với lại sẵn các bạn sẽ cho mình ý kiến là nếu có trái OB này ra làm kiểu vậy á là có công bằng hay không ha, chứ mình thấy là thấy vậy hơi khó chịu ha. Đó đi thuyền mà không early là bắt đầu đó, làm vậy ai chơi thấy không, đang đi thuyền mà mấy bạn nào cho cái bật cái rum lên cái rồi tưng tưng như tưng bóng nha. Là thấy toang luôn á đó. Nè các bạn comment mình xem là trái này nếu mà ra thì nó hợp lý không đó, hay mất cân bằng ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái thời sự này của mình ha, cảm ơn các bạn nhiều, nhớ nhớ để lại ý kiến dưới ha, mình sẽ hóng các bạn nào biết rồi thì có thể xem lại cũng được không sao ha, còn các bạn mà chưa biết á thì cùng mình chờ đợi admin show tiếp những skill tiếp theo của OB ha, đó mình cũng đang mong chờ lắm đây. Thôi cảm ơn các bạn đã xem cái clip nho nhỏ của mình nói về cái trái OB này, rồi hẹn gặp lại các bạn ở đợt update lần sau, nếu admin show mình sẽ làm tiếp cho các bạn ha, tạm biệt các bạn nhé, bye.